Hải quân Mỹ cho biết lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm qua đã bắt giữ một tàu chở dầu tại vịnh Oman. Tàu chở dầu bị bắt có tên là Atlantic Street. Nơi tàu bị bắt là gần eo biển Hormuz, là một điểm nút cổ chai của ít nhất 3 tuyến đường vận tải dầu mỏ thế giới. Hải quân Mỹ kêu gọi chính phủ Iran ngay lập tức thả con tàu này. Về phần mình, thì quân đội Iran cho biết hai thủy thủ người Iran đã mất tích và nhiều người bị thương khi tàu của họ va chạm với tàu chở dầu trên vịnh Persia. Quân đội Iran khẳng định con tàu trên vi phạm quy định quốc tế về hỗ trợ tàu và người bị thương và có ý định trốn khỏi vùng vịnh Persia nên đã bị bắt giữ.